Không có lô đất nào cũng chẳng quen biết ai tại các cơ quan tư pháp thành phố có thể ra được sổ đỏ. Nhưng một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến những người dân có nhu cầu về đất đai sập bẫy và bị lừa hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Câu chuyện mà chúng tôi phản ánh sau đây tiếp tục là một bài học cảnh tỉnh để những ai đã và đang có ý định giao dịch liên quan đến đất đai lưu tâm, tránh không để tiền mất tật mang. Đây là phiên tòa được Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt 4 bị cáo, gồm Trần Văn Thôi, Lê Sơn, Trịnh Duy Văn cùng trú quận Liên Chiểu và Phan Viết Tiến trú quận Thanh Khê với mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trên 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đến dự. Vì hám lợi, Thôi cấu kết với các bị cáo Sơn, Văn và Tiến là cán bộ địa chính của quận Liên Chiểu để làm giả 238 hồ sơ đất, thu lợi bất chính hơn 157 triệu đồng. Nhận tưởng các vụ việc liên quan đến lừa đảo mua bán đất đai đã ổn định. Thế nhưng mới đây, rất nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy một đối tượng trú quận Sơn Trà. Bị lừa mất hơn 2 tỷ đồng, người dân này mới quyết định trình báo cho cơ quan công an. Anh có đưa phiếu đất cho em? Có. Thì ông nói là cái lô nó nọng mới bóc ra được mấy ngày đó, ông bán. Thì anh em thì cũng coi sơ nó đúng đầu đó, chứ không phải là ông lừa. Thì thỏa thuận giá xong rồi em đặt cọc thôi. Liên quan đến việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Lai, 40 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó biết có người cần mua đất tại khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà, Lai đã tìm cách tiếp cận lừa người này là mình có sở hữu một lô đất tái định cư và có thể làm thủ tục xin chuyển đổi bố trí tại khu trung tâm hành chính quận Sơn Trà. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Lai đã khiến các bị hại tin từ lần này đến lần khác và không chần chừ giao tiền là cho Lai. Cũng như các cái thủ đoạn trước đây, đối tượng dùng các cái giấy tờ bút phê của lãnh đạo thành phố không đúng để mà gạ gẫm tạo lòng tin cho người giao dịch mua bán. Đến nay chúng tôi đã tiếp nhận thêm 10 cái đơn với số tiền thiệt hại trên 10 tỷ của 10 cái bị hại liên quan tới hành vi giao dịch bán đất của Trần Văn Lai. Điều đáng nói tại các vụ việc lừa đảo mà Trần Văn Lai thực hiện đều có điểm chung là đánh trúng vào tâm lý mong muốn giao dịch đất đai được nhanh chóng với giá cả phù hợp. Lưu ý là bìa đỏ cũng có thể họ sẽ làm là phôi thật, bìa giả. Trong các giao dịch, chữ ký của lãnh đạo họ có thể là làm chữ ký giả. Thì tất cả những giao dịch thì cần phải có cái sự kiểm tra, kiểm chứng, thẩm định để đảm bảo rằng là các giao dịch của người dân là hợp pháp. Tránh cái trường hợp là để cho đối tượng lợi dụng lừa đảo với số tiền lớn thì cái việc điều tra xử lý thu hồi rất là khó khăn cho người dân. Chính việc không hiểu biết về pháp luật cộng với tâm lý nôn nóng muốn giao dịch thành công đã khiến nhiều người dân tiếp tục rơi vào bẫy lừa mà các đối tượng sắp đặt. Sự việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, nhất là những ai đã và đang có ý định đầu tư vào bất động sản.